Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện tối đêm nay thì Bảo xin gửi đến cả nhà câu chuyện của chú Sáu Nhã. Chú Sáu Nhã chia sẻ câu chuyện này là chính bản thân chú chứng kiến. Nó sẽ rơi vào những cái mốc thời gian khác nhau, nhưng mà những cái câu chuyện gần nhất cũng phải mười mấy năm trước. Và những câu chuyện này hoàn toàn là những câu chuyện mà chú chứng kiến cũng như là vợ chú này nọ thôi, chứ không phải nghe từ những người khác. Câu chuyện nó như thế này. Năm nay á thì chú Sáu Nhã đã được 57 tuổi rồi. Và chú chia sẻ ở những cái mốc thời gian mà chú khoảng 20 tuổi chú có vợ rồi đó. Rồi lúc mà chú 17 tuổi rồi đi với lại cha của chú là ông Tư để mà làm ăn sinh sống, thì có những cái lần mà chú gặp rất là rùng rợn luôn. Thì do là sống ở trong một cái vùng sâu vùng xa và những công việc cũng như gia đình cũng như là bà con trong xóm thì đa phần là những cái việc gắn liền với sông nước. Đặc biệt khi mà rơi vào cái mùa nước lũ đó, có thể nói lũ là một cái gì đó nó thiên nhiên, cũng có những cái nơi nó thảm họa nhưng mà cũng có những cái nơi nó là một cái nguồn sống của bà con nông dân. Ở cái chỗ mà chú Sáu Nhã sống đó thì nó y như vậy đó. Bà con làm có dư hay không chủ yếu là cái mùa nước, còn những cái mùa khác đa phần là làm đủ ăn, ai may mắn dư chút đỉnh. Bởi vậy mà tới cái mùa nước lũ, mùa nước lên đó, là kể như là phải cố gắng làm kiếm tiền cho nó nhiều. Thì những cái nghề mà gắn với lại chú Sáu Nhã là nói chung là những nghề sông nước gần như chú biết hết. Ví dụ dân câu thả lưới thì nó quá phổ biến rồi, cho nên là mọi người đều biết rồi, bà không cần giới thiệu thêm. Còn về lúc trước chú Sao Nhã cũng có đặt ụ lương, kêu bằng ụ lương đó cả nhà. Thì ụ lương nó như thế nào thì lát nữa thì mình kể chuyện Bảo sẽ miêu tả chút xíu cho mọi người biết về đặt ụ lương là do làm sao. Rồi thì đặt lợp, đặt này đặt kia thì hàng ngày. Nói chung là cuộc sống gắn liền với sông nước. Thì cái năm mà chú Sáu Nhã là 17 tuổi, cái lần đó mới đi chung với lại ông Tư với bà Tư luôn, là gia đình ba người đi trên một chiếc xuồng ba lá, thì đi đến một cánh đồng để mà đặt ụ lương. Ụ lương cái nhà, thì ụ lương á, theo như là cái cách đặt thì mà nó có cũng khá là nhiều cách, nhưng mà theo như cái cách đặt chú Sáu Nhã cũng như gia đình ưng ý nhất là cái cách đặt như thế này. Sẽ lấy một ít rơm, rơm mà rơm nó thấm nước đó cả nhà, giống như là nó muốn mục rồi đó, kéo nó lại thành một ụ. Cái ụ này thì cỡ chừng hai khoanh tay người lớn, thì đè cái ụ rơm nó xuống dưới cho nó hỏng lên mặt đất chút xíu thôi. Nhưng mà ban đầu thì chúng ta không cần phải đè nhiều, bởi vì từ từ cái sức nặng của những thứ mình để lên trên á, nó sẽ tự nó nhúng xuống dưới đó. Nhưng mà góc dưới cùng là ụ rơm, trên cái ụ rơm đó sẽ đập những cái con ốc hoặc là cua. Đập xong giống như cỡ nắm hay nắm vậy đó, giải đều 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 ra. Rồi sẽ lấy thêm rau muống hoặc là rơm tiếp cũng được, hoặc là những cái rau này rau kia xung quanh cái khu vực đó đó, thì gom lại chắc lên một lớp, rồi lại tiếp tục một lớp ốc và cua hay là cá mà mình không sử dụng á lên đó. Rồi thì thêm một lớp khác rơm nữa hoặc là rau muống, nhưng mà tóm lại đó là phải bự bự. Rồi khi mà cái sức nặng á, nó đè xuống dưới mặt nước á cả nhà, dưới cái lớp đất ở dưới á, lớp đáy á, là phải cách cỡ chừng hơn một gang tay. Để làm gì? Để chúng ta làm một cái vợt, và khi mà chúng ta xúc á, là người ta xúc không có bị cản, là xúc trọn ổ cái ụ đó vô luôn. Rồi sau đó chúng khi mà thu hoạch á,
Thì sáng ra phải đi sớm này nọ ha. Rồi cái xúc xúc cho tất cả cái ủ rơm đó vô trong cái vợt. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy những cái đồ vũ 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 ra, vũ ba giác dơm ra để qua bên, rồi tiếp tục đặt đặt tiếp. Còn những cái con lươn con gì là nó mắc kẹt lại trong lưới rồi đó. Thì cái cách thức làm là như vậy. Thì cái lần đó đó đi tới nơi thường đặt ủ rơm như vậy là đặt gần bờ chứ không đặt xa bờ nha cả nhà, đặt gần bờ. Thì men theo cái bờ đó là đặt, thì tới cái đoạn đó nó có một cái bụi, mấy cái bụi tre lớn lắm, gần bờ mà nó có mấy cái bụi tre lớn lắm. Thì lúc này ông Tư mới nói như vậy nè, ông nói bây giờ á, là mình ở đây á, là đồ ăn đồ uống là trong vòng hôm nay thôi, muối đường ngọt thì có đủ, gạo có đủ rồi. Thì lúc mà đi á, thì cũng biết là cái đoạn đằng kia nó cách đâu mấy cái số vậy đó, nó có mà bán buôn những cái đồ như là chanh chua rồi hay là cà gió cà chua đồ đậu bắp rồi đó, thì mình mua về để mình thêm gia vị cho bữa ăn. Còn bông súng thì trong đồng thiếu gì, điên điển cũng có. Cái thấy cái bụi tre nó mát quá đi, thì lúc này á ông Tư mới nói thôi bà với con á lên trên đó ngồi nghỉ mát đi, 3 giờ hơn rồi, tôi đi lên trên kia tôi mua đồ về. Thì bà Tư mới nói như vậy thôi, vậy đi chung luôn đi. Cái ông Tư cũng nói nghỉ mát không chịu, làm sớm giờ mệt chứ lắm rồi đó, giờ dọn dọn cái chỗ đó trống trống đi, rồi tối nay mình nghỉ ngơi ở đây luôn. Cái bà Tư thì bà sợ như ông Tư là đàn ông mua đồ không biết trả giá, cái bà mới nói thôi vậy tôi đi với ông. Rồi mới quay sang hỏi chú Sáu Nhã là con ở đây mình con sợ không. Thì chú Sáu Nhã đó giờ đi theo ông Tư biết bao nhiêu chỗ rồi, chú mới nói không con đâu có sợ gì đâu. À, thì nhìn ra xa xa cũng có những người người ta giăng câu thả lưới ngoài đó đó, đâu có gì đâu mà đến nó đổi mà sợ. Cái cuối cùng là ông bà Tư mới đi đó. Thì dặn chú Sáu Nhã là ở đây là chờ ông bà Tư về thôi chứ không có được mà đi chung với ai hết trơn á. Cái ông bà Tư mới chống sùng ra ngoài đó rồi mua đồ này nọ. Khi mà ông bà Tư đi đâu khoảng chừng được cỡ hơn 30 phút á, thì chú Sáu Nhã cũng ngồi đó cũng mát 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 trời, nghĩ nó khỏe lắm, lúc đó là không có sợ chứ tự nhiên nó khỏe người lắm. Ngồi cũng nghĩ đi, cái một hồi cái ông dòm tới dòm lui chơi cho đỡ buồn vậy mà dòm. Thì ở chỗ cái bụi tre đó đó, nó kêu có két thì cũng bình thường thôi, có gì đâu, bụi tre mà nó lớn, cây tre nó nhiều, có sóng gió này nọ thì có gió này nọ thì nó sẽ bị kêu có két. Chú cũng bình thường cũng ngồi đó vậy đó. Cái một hồi sau nha, tự nhiên cái thiêu buồn ngủ đi, thì ông mới lấy mấy cái, ông bẻ mấy cái nhánh cây mà có mấy cái lá này nọ, ông lót cái dưới á, ông nằm xuống rồi nhắm mắt rồi lấy cái nón á, ông lấy cái nón cái ông chụp lên trên cái mặt ông vậy nào, ông nằm vậy nào mà nằm trong mát, nằm giống như ông ngủ. Thì ngủ đi nào, ba mẹ mình về tới rồi cứu mình. Cái nằm xuống ngủ, mới thiêu ngủ mà nghe, chưa có đi vào đó cái giấc ngủ đâu, kiểu như mà lục cập xung quanh là vẫn nghe. Cái mới nghe cái tiếng bước chân đi ở phía sau mà đi tới á, đi bịch tới vậy đó. Cái ông mới mở mắt ra, ông quay sang ông dòm thì ông không thấy, ông dòm ông không thấy ai chứ, mà nãy ông nghe tiếng bước chân là rõ ràng lắm. Ủa sao kỳ vậy ta, hồi nãy giờ rõ ràng là mình nghe tiếng bước chân mà sao giờ dòm tới dòm đuôi dòm hoài không thấy. Thì cứ nghĩ là do mệt người rồi cái nằm xuống thiêu ngủ nghe những cái âm thanh vậy, thôi kệ đi, nằm tiếp. Nằm xuống nghe nữa và làm như 3 lần vậy đó, ông mới thấy kỳ. Cái tự nhiên trong người cái rợn cái nỗi óc, mà dòm thì không có thấy ai. Cái ông mới thấy kỳ rồi, ông mới đứng dậy. Hồi nãy thì quan sát xung quanh thôi, bây giờ quan sát coi sao. Thì ông thấy được đây là một cái đường đi, có lẽ bà con ở đây á đi cái đường này, thường thường đi vô đồng là đi cái đường này nè, tại nó có con đường đàng hoàng, cái đường mòn đàng hoàng. Mà nghe tiếng không thấy người, không lẽ là mình gặp ma. Chú Sao Nhã nói nào ngay, tuy là 17 tuổi nhưng mà cũng có gan. Thì chú mới nhớ lại cái lời của ông Tư nói á, mỗi khi đi đến chỗ nào lạ mình cứ xin ta hàng tiếng đi, xin không có chết chóc gì đâu, xin tiếng rồi mình ở đó. Cái ông mới xin, ông mới giang giải trong đầu vậy nè, ông nói ông bà quý vị khước mặt khước mày đây,
Con mới tới đây, cho con ở đây con đợi ba mẹ con về, rồi con đi chỗ khác. Ông gian giá vậy đó, đừng có giống như đừng có chọc ghẹo con này nọ, đừng có phá, đừng nhát con. Ông giái xong mới ngồi xuống, thì lúc này đâu ngủ ngơi gì được nữa, nhưng mà trong lòng nó cũng gan gan, nhưng mà nó có cái gì đó nó sợ sợ rồi đâu có dám. Cái ông nào ông ngồi, ngồi đó thì ông nhìn ra ngoài xa vậy đó, thì vẫn thấy người ta ngoài đó, người ta chống xuồng tới lui, người ta làm công chuyện. Ông mới ngồi nghe, cái ổng không có nghe mà cái tiếng bước chân nữa. Lâu rồi, đâu có chừng mười mấy hai chục phút mà không có còn nghe tiếng bước chân thì cũng ổn rồi, nghĩ trong đầu là thôi bây giờ là mình đã xin rồi, người ta chịu rồi cho nên là không có sao. Ai dè đâu đang ngồi vậy đó, ổng mới nghe giống như sát cái gái của ổng luôn cả nhà. Cái giọng đàn bà nghe hỏi ổng vậy nè, có ăn không chó, có cái gì ăn không thằng nhỏ đó, mà hỏi vậy đó. Ông giật mình một cái, ông quay lại, ông không thấy ai hết trơn, quá sợ, ông mới nhảy xuống nước. May là cái thời điểm đó nước nó chưa có sâu, nó chỉ ngang lăn quần ông thôi, tại vì ông cũng gần bờ mà. Ông nhảy rồi ông la ma, ông la quá trời đi, thì những cái người ở ngoài kia người ta nghe, người ta mới chống xuồng vô. Người ta chống xuồng vô, người ta không có nói gì ông hết trơn, người ta nói, ơi lên nhỏ, lên ghe, lên xuồng nhỏ. Có nghĩa là chú Sáu Nhã ngồi ở đây lâu lắm rồi, mà những người ngoài kia người ta biết chỗ này có ma. Có điều á là người ta dòm vô là người ta đâu có thấy ổng đâu, làm như con ma nó che hay sao không biết, hay là người ta lo tập trung người ta làm việc mà người ta không thấy ổng thì không biết. Chứ nếu mà người ta thấy từ đầu á nghe, bảo đảm người ta sẽ vô kêu thằng nhỏ này đừng ngồi ở đây. Chỗ đó là có cái dông, cái người đàn bà nhát dữ lắm, cho ổng lên xuồng. Ông lên xuồng cái chống ra chỗ đó rồi nghe, mới nói chuyện nha, chống ra chỗ đó rồi hỏi, ủa mày ở đâu mà mày lại ở đây mày ngồi đó? Thì chú Sáu Nhã mới nói, con với ba mẹ con vậy đó, kể lại cho nghe. Thì mọi người mới nói vậy là thằng này nó không biết rồi, gia đình nó cũng không biết, cho nên là mới lại chỗ đó thôi. Bây giờ ba mẹ mày đi hướng nào? Thì mới chỉ là ra cái chợ vậy đó. Thì mấy ông này mới nói, thì ra mà chợ đó thì một hồi cũng đi vòng vòng xong cái đường này về à, thì thôi mày đi theo tao đi mày ơi, mày ngồi trên xuồng đi, tao còn công chuyện, tao còn giăng lưới thả câu này nọ. Cái ông ngồi đó, cái này cho người ta giăng hồi sau chiều à, cỡ chừng 4 giờ mấy à, là ông bà Tư mới chống xuồng về. Chống xuồng về thì ông này nói, ơi phải ba mẹ mày cái xuồng đó không? Chú mới kêu, chú Sáu Nhã mới kêu quá trời kêu. Ông bà Tư lại cái chú khóc, kiểu như chú cũng tuổi thân á, chú khóc, chú nói là nãy con gặp ma. Mấy chú này nói chỗ đó có ma dữ lắm mà họ không có nói rành. Cái ông bà Tư mới nghe kể lại câu chuyện vậy mới cảm ơn người ta, nói bây giờ gia đình tôi á tới đây, họ tính tối nay là nghỉ đó đó. Thì mấy người này nói, thôi đừng nghỉ chỗ đó, tôi chỉ chỗ cho anh nghỉ, có gì người nghỉ gần xuồng tôi nè, cởi mình văng sông nước với nhau mà đó. Thì đêm đó mới ngủ chung với mấy ông đó, là mới nghe mấy ông đó kể là chỗ đó đó, hồi đó là cái mùa nước lớn á, thì cái bà này á, nhà bà ở cách chỗ này đâu cỡ chừng là 3-4 cây số gì đó, bà mới chống xuồng, bà chống xuồng qua bà thăm giống như là ở nhà bà con chơi này nọ đó, chứ không phải là thăm nữa, cũng gần mà đâu đến nỗi mà gọi là thăm. Thì không biết bà chống làm sao á, rồi bà mới té bà chết. Mà lâu lắm mà nghe, cái thời điểm đó là đâu cũng là trước cái sự việc mà chú Sáu Nhã gặp bà nhát á, thì cỡ như nó cũng đã mười mấy hai chục năm rồi là bà đã chết rồi. Cái bà trôi cái xác của bà, là cái lúc mà bà chết thì người ta không có hay, rồi cái xuồng bà nó trôi lúc ra ngoài kia nó kẹt vô trong một cái đám cây cỏ rồi mai dương rồi đó, người ta không có để ý chỗ đó, tích qua lại người ta không có biết. Rồi con cái mới thấy rồi sao mẹ mình đi mà lâu không có về đó, thì mới đi lại, thì rốt cuộc là mới biết bà mất tích. Tìm kiếm vậy là không có được, đến khi cái xác bà nổi lên là bà tấp vô cái chỗ gần mấy cái bụi tre đó đó. Mà hồi đó là mấy cái bụi tre này nó có mấy cái cây tre là nó bị ngã xuống, nó nằm ở dưới mực nước vậy đó, cho nên nó bá cái xác bà lại. Gia đình con cái rồi mới khóc lóc ỉ ôi đem bà về chôn. Thì đem về chôn rồi cũng kêu tên bà này nọ, rồi lấy lư hương lại rước vong bà về các kiểu. Nhưng mà không hiểu sao bà không có về, bởi đó bà nhát dữ lắm. Ta nói ban đêm ban hôm vậy nè, hồi đó người ta cũng đâu biết là bà vậy, người ta biết là chỗ này bà chết vậy đó, thì cái xác bà tấp vô đó, rồi bây giờ đem về chôn rồi thì chắc cũng đâu có gì. Nhưng mà ớn là chỉ ớn theo kiểu nhớ cái xác bà nằm đó thôi,
nhưng mà bả nhát không phải mùa nước không nghe cả nhà. Mấy cái mùa mà bà con người ta đi đồng, mà chỗ đó là cái chỗ mà người ta đi thẳng ra nó gần, người ta đi ra vậy cái bà ngồi trên cái đọt cây á, bà kêu người ta sáng sớm, bà kêu bà nói ê mày đi đâu vậy, bà kêu vậy luôn đó. Tới chừng mà người ta quay mặt ta dòm lên thì nó thấy bà ngồi đóng rảnh á, mà mặc đồ trắng nha, mặc đồ trắng xõa tóc ngồi chứ không có dòm rõ được cái mặt, nhưng mà người ta biết bà đó. Thì con cái của bà sau nhiều lần bà nhát vậy, cái người này người kia đồn đồn lên, rồi người này người kia rồi nghe nhiều người bị nhát quá đồn quá, thì có người mới định đốn cái bụi tre, đốn cái bụi tre chứ để đó bà ở đó bà nhát hoài. Thì cái người mà đốn là đốn không có được, cứ đi vô rồi ba bốn ông đứng ở đó đó đặng nhìn hướng đặng đốn, nhưng mà hỏi ai lỡ định chặt định đốn là tự nhiên cái người đó chóng mặt, chứ chóng mặt chóng mày giết rồi không ai dám đốn đó. Thì con cái nó nghe vậy đi, nó cũng sợ, nhầm khi người ta bị nhát quá người ta kêu thầy bà, người ta đánh vong hồn mẹ mình rồi mới đi kêu thầy về để mà gọi cái vong bà về, thì mới cho bà nhập vô một cái người ngồi đồng. Bà cũng nhập vô rõ ràng, bà nói là ừ tao ở đây tao không đi đâu hết trơn á, tao không có về, tao về tụi bay á, hồi đó tụi bay có thương tao đâu. Tụi bay mà thương tao á thì cái bữa đó tụi bay đưa tao đi tao đâu có chết, để tao đi mình tao chết rồi, bà kêu tao về tụi bay hay tao không về. Bà mới trách con cái bà là bà không chịu về. Thì ông thầy ông mới khuyên, ông nói thôi bây giờ về đi, con cái nó đâu có biết đâu, nó bạn còn khỏe, rồi bà đi rồi ai biết bà bị như vậy, chứ con cái đâu có muốn. Thì bà không chịu, một hai bà không chịu, ông thầy đó cũng vô phương, ông cũng không có bắt đem về được. À, rồi cuối cùng là bà cứ như vậy đó. Nhưng mà sau đó cũng nghe nói là cũng có những cái người á, người ta bị nhát quá đi, nhầm khi ta bồng con bồng cái rồi đi vô, kiểu hồi đó mà ăn thì khó khăn, rồi đi mằng vậy, con cái để nhà không ai giữ, những nhà khác người ta cũng đi mằng mụn này nọ, tùy hoàn cảnh. Có hoàn cảnh người ta không có để nhà được, ta bồng con theo, thì bởi lợi bà nhát bà làm con cái người ta bệnh hoạn rồi tùm lum ở trên. Có người ta chịu mới không có nổi đi, người ta mới mời thầy về trắng. Thì trắng bả cái bả nhát ít lợi, nhưng mà vẫn còn nhát. Nhưng mà sau này thì hồi trước bả chỉ nhát bả đùa giỡn thôi. Từ khi mà trắng bả đến bây giờ là kể như bả nhát bả làm dữ lắm. Bả làm dữ lắm, thậm chí có người là xém bị bả bắt dò chết. Cái thời buổi mà nước lên mà ngập cái bụi tre luôn á, là người, cái thằng nhỏ đó đó nó bơi ở ngoài vậy nè, nó tắm gần cái xuồng của ba mẹ nó vậy đó. Cái bà mới kéo thằng nhỏ, bà kéo bà lôi vô cái chỗ mà cái bụi tre luôn cả nhà, gai góc trong đó bá vô đó rồi dính vô đó là chết liền á. May mắn là cha mẹ nó phát hiện mới lại kéo nó lên, là nó chưa lỡ gần tới bụi tre là kéo nó lên được rồi đó. Mới ra ngoài đây hỏi nó thì nó nói, tại đứa nhỏ đó cũng 13-14 tuổi rồi, nó nói là con đang bơi á thì cái bà đó mới bự lắm, bà đứng bự lắm, bà đứng vậy nè, bà kéo con đi. Đó, thì thằng nhỏ đó nó bệnh hoạn nó cũng hơn nửa tháng trời nó mới hết. Bởi vì từ đó về sau kể như là không có ai dám ra cái chỗ đó đâu. Gia đình của chú Sáu Nhã là kiểu như không biết, nó lâu đi đồng lạ này nọ để mà có nhầm khi mình vô bánh. Đó thì mới có cái sự việc là chú Sáu Nhã bị như vậy. Thì từ đó là không có dám lại gần ở chỗ đó. Đó. Rồi thì đó là cái lần mà có thể nói là lần đầu tiên mà chú Sáu Nhã bị, nhưng mà lần đó chỉ chẳng qua là một trong những cái lần nó rùng rợn thôi. Tiếp theo là một cái lần là khoảng chừng đâu một năm mấy sau á, là lúc đó là chú đâu 18 tuổi mấy, gần 19 tuổi rồi. Thì cái bữa đó đó là trong nhà có cái ngày thường nha, cái ngày mà không phải nước nôi gì đâu. Cũng đi bắt ếch nè cả nhà, bắt ếch mà hồi đó là chú Sáu Nhã hay lắm, giỏi lắm, giỏi về cái thằng bắt ếch lắm. Có nghĩa là nhìn hang, biết là con ếch nó có trong hang hay không. Chứ không phải là hang này có ếch, nhầm hang ếch là nhìn người ta nhìn là văn nghệ người ta biết nha. Mình nhìn dấu chân thì mình biết trong đó chắc có. Nhưng mà cái người mà người ta giỏi nghề á là người ta dòm người ta biết, nếu mà đã dòm được dấu chân là người ta biết là con ếch là bây giờ nó đang ở trong hang hay là nó đi ra rồi. Giỏi vậy đó, chú Sáu Nhã là kể như mấy cái đó là dữ dằn lắm. Thì có cái lần đó chú mới đi qua nhà một cái người bạn, là đi bắt ếch mà đi theo những cái đường nước cặp ruộng á. Mà ruộng hồi đó là mọi người biết rồi, người ta làm lúa mùa mà rất là cao. Nó kể như là mình mà bước xuống cái đường nước mình làm là xung quanh người ta không thấy mình đâu. Lúa nó cao lắm, đó nó cũng trổ bông này nọ rồi.
cái chú sau nhà mới đi bắt ếch với một người bạn. Nói chung thì đi chung đường thôi, nhưng mà bắt ai bắt được nhiều thì người đó nhiều thôi, chứ không phải là hai người bắt chung rồi về chia ra. Rộng thì mỗi người đồ nghề cũng mỗi người tự chuẩn bị lấy. Thì mới đi thì vô cái trong cái đoạn đó đó, một cái rãnh nước là cỡ chừng nửa thước, bề ngang cỡ chừng nửa thước à đó, còn cái rãnh nước ở bên kia cách đâu cỡ chừng 3-4 công đất gì đó, nó cũng có một cái rãnh nước nữa, mà cái rãnh nước đó là cái đường nước lớn để cho bà con người ta khai nước á. Thì cái đường nước đó nó hơi rộng, nó cỡ chừng là 2 thước á, 2 thước hơn á. Thì hai người mới nói bây giờ người đi hướng đi bắt xong cái đường này rồi đi về, tại vì lúc đó là cũng đâu 5 giờ chiều rồi, 5 giờ chiều hơn rồi. Cái bạn của ông chú Sáu Nhã đó mới nói bây giờ mày chọn đi. Thì chú Sáu Nhã thì kiểu như ổng cái kinh nghiệm ổng hay, ổng biết là cái đường ở ngoài đó, cái đường nước lớn á thì kể như là người ta đi tới đi lui hoài à, rồi bà con đi hàng ngày mà, rồi ai dân đồng ruộng lúc đó thì ai cũng rành hết trơn á. Tuy nói nó đường nước lớn thật, hang hóc nó nhiều thật, nhưng mà thường những người đó đi người ta hay thấy ở cái hang đó ta biết có ếch chắc người ta hay bắt lắm. Rồi đi tới lui giết động mấy con ếch nó không có dám ở cho nó nhiều. Còn ở bên đây tuy chỉ cách khoảng 5-6 công đất thôi, nhưng mà người ta ít có chọn con đường này đi thì khả năng cao á là nó sẽ có cỏ đồ nó nhiều đó, nó sẽ núp ở trong đó rồi nó làm hang núp trong đó. Cái chú Sáu Nhã mới chọn bên đó. Nhưng mà thật ra mặc dù là cánh đồng nhà, nhưng đây là một cái cánh đồng, ví dụ như là cánh đồng nó lớn vậy đó cả nhà. Thường thường nhà mình dắt bên đây thì mình chỉ bắt vòng vòng trên đây thôi, ít có đi sâu qua bên kia. Còn cái chỗ của hai người là sâu qua bên kia. Chú Sáu Nhã không có biết được á, thật ra cái suy nghĩ của chú là đúng chứ không phải sai, rất là kinh nghiệm, tuy còn nhỏ nhưng rất là sáng ý. Có điều cái chỗ bên đó sở dĩ người ta ít có qua cũng chẳng phải vì nó thuận tiện đường gì quá đâu, mà thêm một cái á, là chỗ đó nó có một cái hồn ma, một hồn ma của đứa con nít. Nó cứ đi phờ, nó không biết sao lạ hồi đó giờ nó nhát người ta là nó nhát bên đó không à, chứ nó không có nhát bên cái đường nước lớn bên đây. Kỳ cục vậy đó. Hai người là không người nào biết hết trơn nha. Cái chú Sáu Nhã mới đi qua cái đường bên đó, cái đường nhỏ đó, cái đường mà có hai hồn ma đứa con nít á. Ông mới bắt, tụi nó vô mánh, bắt là vô mánh á. Thì trong cái lúc mà ông bắt á nha, ông không bị gì chứ, ông bắt quá trời ếch, bắt tới trời sụp tối. Thì cái ông bên kia bắt đâu được nhiều ếch đâu, mọi người biết cái đào cái hang ếch nó cũng là nhầm hang nó sâu á, nó qua lợi này nọ khó, thì mình bắt cũng mất thời gian lắm. Cái ông bên kia bò hang này qua hang kia rồi cũng ít ếch quá đi. Nhưng mà cuối cùng thấy trời nó sập tối rồi mới đứng dậy. Đứng dậy dòm thì không thấy bạn mình đâu. Thì lúa mùa nó cao mà biết mà thấy nhà đi qua bển thì thấy trời đất ơi, ông chú Sáu Nhã ông bắt quá trời ếch đi. Hồi nãy là ông mới có nửa giọng mà ông bắt sớm giờ có hơn tiếng mấy đồng hồ á, mà kể như là đầy rộng. Ông này ông mê quá, ông mê quá ông mới định xuống bắt. Nhưng mà ông thấy trời tối rồi, rồi hồi nãy mình đã chọn bên kia, bạn mình đã chọn bên đây rồi thì bắt nó cũng kỳ. Cái ông lại ông đứng ông coi thôi. Cái chú Sáu Nhã nói thôi bắt cái hang này xong mày về, có gì mai tao với mày vô đây bắt nữa, hai thằng bắt chung ở chỗ này. Rồi thì cũng anh em vui vẻ. Cái bắt xong đi về, hai người đi về. Đi về á, thì sẽ đi tới nhà của cái người bạn này trước. Rồi sau đó là chú Sáu Nhã phải đi thêm một đoạn cỡ chừng 200 thước nữa mới tới nhà của chú Sáu Nhã. Thì cái người bạn này mới đi vô trong nhà. Đi vô trong nhà thì mới để cái rộng ếch xuống. Gia đình mới đi ra, ủa bắt bữa nay cũng kha khá nha. Cái người bạn mới nói á, trời ơi con không có bằng thằng Nhã. Kêu bạn nó bắt một rộng kìa. Thì ở trong nhà mới dòm ra ngoài, thì đó giờ biết chú Sáu Nhã bắt giỏi rồi, chứ dòm mà dòm phớt ngang thôi. Còn ông cái người bạn này thì dòm theo thì lúc này á mới giật mình. Tại vì cái lúc đó là chú Sáu Nhã cũng đi đâu cũng cỡ là 60-70 thước rồi, kiểu như là cũng gần khuất cái tầm mắt rồi, nhưng mà vẫn còn dòm được cái dáng. Cái ông mười bạn thân này nè, ông mới dòm sao ông thấy á là đứa con đường nít mà kiểu như nó ôm sau lưng của chú Sáu Nhã. Nó về tới nhà là cũng gần 8 giờ rồi, thường thường 8 giờ đâu ai cho ông nít ra ngoài đường giỡn. Thì chú Sáu Nhã này lúc đó cũng có em, rồi cũng có mấy cái đứa bà con em trong xóm hay cháu trong xóm nó cũng nhỏ nhỏ vậy đó. Cái người bạn này mới nói là
ủa sao kỳ vậy trời, sao cái mình thằng nhã nó dơ dái vậy mà nó lại cõng đứa nít đó làm gì. Thí dụ như đứa nít đó là một cái đứa nào ở trong xóm đó, quen biết hay gì đó, hay là bà con vậy đó, mà bồng thì thường thường bồng là ban đêm ban hôm con nít nó tắm rửa sạch sẽ hết trơn rồi, mình mẩy của thằng nhã nó xình không à, sao mà ôm vậy đó. Thì thay vì á, bình thường á nghe, là cái người bạn này sẽ vô này nọ tắm rửa xong ăn cơm nước rồi ngủ luôn, nhưng mà tắm rửa ăn cơm ăn nước xong rồi á, thì biết rằng là chú Sáu Nhã bên kia cũng sẽ tắm rửa ăn cơm ăn nước này nọ rồi, mà mình về trước thì mình tắm trước rồi, cho nên là nó đâu có nhanh hơn mình được. Cứ thắc mắc hoài nãy sao nó cho nhỏ ôm vậy, nhà mình mẩy xình lầy vậy không, rồi bây giờ thằng nhỏ nó không sợ bị la hết rồi, mà thằng nhỏ nó nhỏ xíu mà sao nó ôm chắc như vậy. Cái ông mới khó chịu đi, theo kiểu như ông thắc mắc hoài à. Thì bạn của chú Sáu Nhã mới đi qua bờ bển, thì khi mà đi qua tới nhà của chú Sáu Nhã đó, là chú Sáu Nhã vẫn còn cầm cái tô cơm nha, là đang ăn chưa xong nữa đó. Thì do ếch nhiều đó, cho nên là mẹ của chú Sáu Nhã mới lựa ra ếch bự, ếch nhỏ, rồi ếch nào mà nó bị móc theo kiểu là nó bị sâu quá rồi nó chết á, thì sẽ mằn rồi làm cái món gì đó rồi để sáng hâm lại ăn đó. Thành thử ra là chú Sáu Nhã ngồi ở trong sân nhà, là ngồi trong cái máy hiên á, còn bà mẹ của là chú Sáu Nhã là bà Tư á, thì ngồi bằng ếch, còn em Út hay là anh chị rồi cũng đi ngủ hết trơn rồi, ông Tư cũng đi ngủ rồi. Cái bạn của chú Sáu Nhã mới đi thọt qua hỏi là vậy dạ, sao giờ này chưa ngủ qua đây nữa. Cái cười nó qua coi mày nổ chơi rồi, nói chuyện giống như giả lả vậy đó, bữa nay mày bắt được nhiều mà về mày nổ chơi. Cái vô hai người ngồi chơi, thì bà Tư cũng nói hai đứa ngồi chơi, tao ra làm sao, tao rửa ếch rồi tao kho để dành sáng dở cơm đi ăn đi mặn cũng chuyện. Bà Tư mới đem cái dấu ếch ra phía sau đó, xong xuôi chừng mới nói với lại cho chú sao chú bạn của chú Sáu Nhã, mới hỏi chú Sáu Nhã nè, ơi hồi nãy mày đi ngang nhà tao đứa nhỏ nào nó chờ đón mày hay gì ạ, mà mày mình mấy mày xình lầy mà sao mày cõng nó. Thì chú Sáu Nhã mới nói mày tào lao mày, tao mình mấy xình lầy vậy rồi tao cõng ai, lúc tới giờ của mình nên tao có ai đâu. Thì hai ông nó qua nó lợi một ông thì cứ là tao thấy rõ ràng mày cõng đứa nít, còn một ông thì nói là tao đi về một mình có ai đâu, mình mấy xình lầy tao cõng ai làm chi đó. Thì hai ông nói qua nói lại, thì không lẽ chú cái người bạn thân này mới nói là không lẽ mình qua mắt ta, mày á mày ơi chắc bữa nay mày mệt nếu mày dòm sao đâu. Mà chú Sáu Nhã cũng bình thường không có để ý trong bụng. Cái ông này ông cũng về, ông về ông ngủ ngơi bình thường vậy đó. Chú Sáu Nhã cái ông mới ngủ đi cả nhà, ngủ tới khuya vậy đó, mà ông ngủ sát vách nhà, thì lúc đó nhà lá anh em đông nữa, cho nên là ngủ sát vách rồi chen nhau ngủ vậy đó. Chú Sáu Nhã ông bữa đó ông nằm sát cái vách, ông thường thường hay ông nằm vậy đó, nằm sát vách làm chi, nằm sát vách có cái cửa sổ đó trống lên này nọ rồi nó mát, có gió lòn vô nó mát, mình mát trước. Thì cái trong cái mùng nằm á là có chú Sáu nè, rồi anh của chú Sáu là chú Năm nè đó, rồi có thêm hai đứa em nó nằm nữa, là cái giường nằm bốn người. Cái đang nằm vậy đó thì chú Sáu Nhã mới nghe nói là mày sao mày không cho tao ăn hết, nghe nói vậy nha. Cái tưởng đâu là nó đang ngủ mà đang ngủ ngon mà kiểu bằng mệt đang ngủ ngon, tưởng đâu là anh mình, tưởng đâu anh Năm mình là nói sao mày không cho ăn hết. Thì chú Sáu Nhã mới nói là ôi thì đem về nhà đó rồi nó ăn nhiêu đó không ăn còn nhiêu bán, tự nhiên nửa đêm nó hôm nói vậy, cái miệng cũng lào bào vậy đi. Mà chú Năm cũng đi mằn mệt này nọ rồi cũng đâu có thức đâu, đâu nghe vậy đâu, cũng im ru à. Cái nó khều không, nó thọt tay vô nó khều không, nó khều cái ông giật mình thức dậy đi, rõ ràng là ông bị khều thức dậy nha, nhưng mà lúc đó là ông cũng chưa nhận ra là nó khều từ bên ngoài nữa. Cái ông mơ hồ cái người ông mệt vậy, nó nói ủa gì trời. Thì ông nghe ở ngoài á, mày không cho tăng hết, mà nghe cái sao ủa hồi nãy mình nghe cũng cái giọng giống như con nít, đâu phải năm mình đâu, tại nãy mình ngủ sai, còn bây giờ sao mình nghe cái giang nít nè. Ông mới quay mặt ra ngoài cái cửa sổ ông dòm, trời ơi ông thấy nguyên cái bóng đứa con nít cả nhà. Đứa con nít này là nó giống như là nó mặc cái quần mà nó không có mặc cái áo, nhưng nó ở trần vậy đó, mà nó đứng ngoài đó vậy nha, mà tao nói cái mặt nó xanh chanh nè. Trời đất ơi, ông la lên, ông nhảy quá trời nhảy luôn. Thì ông bà Tư rồi mới hay chạy ra xong cái ông Tư ông hỏi vụ gì thì
chú Sao Nhã mới kể, nói là cũng sao vậy vậy đó. Mà ông Tư thì ông có nghe phong phanh cái vụ ở ngoài đó, kiểu như ông cũng đi mặn nhiều ở trong cánh đồng mà ông cũng biết là ở chỗ đó vậy đó. Cái ông mới hỏi bữa nay bắt ếch ở đâu, thì chú Sao Nhã nó con bắt ếch ở chỗ đó vậy đó. Thì ông Tư cũng biết rồi, ông nói thôi mày vô trong buồng ngủ đi. Ông mới đi ra, ông rồng ra ngoài, ông lấy muối gạo này nọ, rồi ông lấy cái ếch mà bà Tư bà kho đó, ông múc ra, ông bới cơm, bới nguyên tô cơm đàng hoàng nha. Ông đem ra ngoài đó, ông để muối gạo đó, ông nói thôi bây giờ con tôi không biết, nó về mà nó giống như là ông đâu có dám kêu là mày hay là cháu đâu, ông kêu là thôi quý vị khuất mặt, ông kêu vậy đó, quý vị khuất mặt là con tôi nó không có biết. Rồi bây giờ nè, tôi đem ra tôi thay nó, tôi trả lễ nè, quý vị đã cho nó ếch vậy rồi á, thì nó trả lễ nó cũng vậy, tạm vậy đi, rồi ngày mai á tôi sẽ đem thêm một món nữa đi ra tới chỗ tôi cúng ngoài đó luôn ha. Ông Giang giái như vậy mà tao nói ông chú Sáu ở trong nhà ông ngồi ông sợ, tại vì đó giờ ông chưa thấy cái nào mà rõ ràng vậy á. Ông cũng nhớ ra cái lời bạn thân mình nói là sao tao thấy mày cộng đương nít đó. Mặc dù bây giờ chưa nghe rõ ông Tư ông kể những cái sự tình ở chỗ đó, thì sáng sớm thôi là ông Tư ông kêu thức dậy rồi đó. Ông nói mày đi với tao, là bà Tư đã làm xong một cái món ếch rồi, là đem đi vô ngay vô trong đó, nó cúng ngay trong đó luôn đó cả nhà. Là buổi đó là đem nó cúng là khoảng chừng 5 giờ sáng là đã tới trong đó cúng rồi đó. Đó thì cúng xong, cúng xong thì ông Tư cũng kêu là chú Sáu Nhã gian giái vậy hay vậy. Chú cũng gian giái xong rồi cái hai cha con đi về. Đi về nghe chứ không ở đó. Đi về cái chú Sáu Nhã mới nói cha cha, giờ vậy giờ bỏ cái tô hả cha? Bỏ. Cái tô nó cũng cũ rồi bỏ. Tôi tiếc dữ vậy cha, tại chén dĩa hồi đó nó quý lắm cả nhà. Cái ông Tư ông quay ngang ông cự, ông nói mày muốn chết hay là mày muốn bỏ cái tô? Thì chú Sáu Nhã ông sợ, ông đâu có dám nói gì nữa đâu. Cái ông đi về, ông đi cái hồi cái con cảm giác giống như là cái gì đó sao á. Ông mới quay lại ông dòm, thì ông quay lại ông dòm lúa nó cao nghe cả nhà, ông thấy có một bóng đứa con nít nó đứng ở trên lúa vậy đó, nó đứng là nó dòm xuống cái chỗ mà cúng kiến hồi nãy á. Trời đất ơi, ông không còn nói gì nữa, ông đi giọt ra ngoài trước mặt của ông Tư, rồi ông đi phăng về luôn, đâu có dám mà ý kiến cái cò hay là dòm tới dòm lui gì nữa, sợ lúc đó sợ rồi đó. Thì giờ cái đợt đó là ông cũng bệnh đâu 2 ngày đó, mà là không có dám đi bắt ếch bắt an gì hết trơn á, là xong. Thì vong linh như vậy đó cả nhà, cũng có những cái vong linh mà họ theo rồi họ ám nữa, nhưng mà cái vong linh này giống như là nó đòi thôi, nếu mà cho bắt rồi xong là không cúng cho nó đòi đó. Thì sau khi mà về tới nhà rồi là mới nghe ông Tư cũng kể, ông nói là mày biết mày có dòm kỹ không, là cái chỗ đó cái đường nước đó thì kể như tại sao ở ngoài đây người ta dí nước ở ngoài đây rồi người ta cho nó qua bên đây mà người ta không cho vô thẳng bên đó, những cái công ruộng ở gần đó người ta cũng cho vô thẳng vô được, người ta khai vậy mà người ta không dám, là tại vì nó nhát dữ lắm, mà mỗi lần khai nước vậy là mỗi lần phải cúng cho nó, còn không cúng cho nó làm dữ lắm, mà cúng cho nó vậy hoài á rồi tiền đâu sống. Bởi vậy thà là người ta chịu khó cực xa một chút, nhưng mà lạ một điều là cái đứa nhỏ này không biết làm sao mà nó nhát, thì cứ lợi chỗ đó nó mới nhát, còn khai quằn chỗ khác nó không làm gì hết trơn, còn lợi cho chỗ đó rồi đó mà bắt ếch hay là bắt cá gì dưới đó ha, là kể như là phải cúng cho nó. Nếu như mà không cúng cho nó là có chuyện đó. Có những người người ta gan á, thì lâu lâu người ta dám vô người ta bắt một trận, bắt xong rồi người ta cúng kiến ngay tại chỗ đó luôn, nhưng mà cũng có những người ta nhát, người ta nói trời ơi biết chỗ đó có con ma nào mà nó giữ nữa, sao mà dám vô đó để mà làm lỡ mai nó hợp thì nó theo nó ám luôn, thì lúc đó ai mà gửi ra được. Thì cái suy nghĩ này đúng là nhầm người ta nghĩ là thôi bây giờ cứ vô bắt đi, bắt xong thì mình cúng cho nó xong là mình được cá nhiều, ếch ăn đồ nhiều này nọ là quá im rồi. Nhưng mà thật ra cả nhà mình nói nghĩ như vậy thôi, còn mà cái lúc đó ai biết được, dùng nó giữ mà, rồi lỡ mai rồi hợp vía hợp gì rồi nó đeo theo đó còn mang quà nữa, bởi người ta sợ, ít có người dám vô đó làm vậy lắm đó. Thì cái lần đó kể như là ông chú Sao Nhã ông nói á, cái lần đó ông thấy quá rõ rồi, cho nên là sau đó nó làm như là bình thường ông cũng gan đó, nhưng mà lúc đó có thời gian mà ông bị cái lần đó là kể như sau đó rồi ha, ông hơi nhát nhát, ông cảm giác được là ông hơi nhát nhát, ông sợ mấy cái chỗ tối luôn,
xong. Nhưng mà sau đó cũng không có thấy gì nhiều. Rồi đến khi mà ông có vợ nè, thì ông có vợ, ông về, ông mới có vợ đâu 2 năm rồi, là vợ ông chưa có sinh, lúc đó là bà thím sáu là chưa có sinh con đó. Thì lúc đó cái mới đi về, tại vì lo bằng ăn này nọ, rồi thì từ từ nào nó có con còn trẻ mà, cái mới đi qua bên nhà bên đó, bên nhà vợ á đó. Thì qua bên nhà vợ thì cái hôm đó là ở phía sau nhà đó là có đặt một cái lùm, nói là sau nhà chứ cách nhà đó cũng cái 100 thước cả nhà, và cái lùm đó là đặt gần mép nước. Cái lùm đó để chà gai cái này cái nọ lên cả nhà, để mà dụ chuột á. Chuột thường khi mà nước nó ngập ruộng rồi đó, nó không còn ở dưới hang cái ruộng được nữa, thì nó sẽ nhum lên nó kiếm cái chỗ đó nó ở. Mà hồi đó chuột dữ lắm, chú Sáu Nhã nói á, chuột á, như mình bây giờ mình thấy con chuột cống nhum nó bự phải không, có cống nhum nó mới có con cả ký, chứ còn hồi đó nó chuột cơm á nha, chuột cơm chuột đồng mình nè, mà có con vậy là mà trên nửa ký á, mập thù lú luôn, bằng một cái là mở đường nói tới. Mà thậm chí ông nói có những con mà nó mập quá, mình lại mình chụp nó cả nhà, mình bắt nó là nó chết luôn á, kiểu mà nó dập mở nó chết luôn á. Mà đó chuột bự lắm, không biết sao bây giờ nhỏ vậy, chứ ông nói hồi đó là chuột dữ lắm. Thì mỗi lần mà làm vậy là chuột dữ lắm cả nhà, mê dữ lắm. Thì nói chung là ba má vợ cũng thương, cho nên nó là mới tới ông đặt cái đó xong, tới lúc mà thu hoạch á, ông mới kêu lên chi cả nhà, kêu lên để ra ngoài đó màng phụ. Rồi đó, khi mà được nhiều chuột như vậy rồi đó, cho con cái nó nhiều dễ hơn. Tại vì bên vợ của chú Sáu Nhã kiểu như là anh chị em cũng đông, thì cái đó là cũng là một cái phần thu nhập đó. Mà bây giờ nếu như mà không kêu qua thì cứ nhảy vô rồi màng xong thì tới chừng mà cho đi thì cũng cho chút đỉnh thôi, ăn uống vài ba ngày thôi, chứ đâu có cho mà tới nước mà bán được. Nhưng mà bây giờ kêu qua có cái cớ, mà cái lùm như vậy là không phải một lùm nha, ba vợ của chú Sáu Nhã là đặt là 5-6 lùm lắm. Đến khi mà làm đó, kể như là trong nhà gần như ai đi làm, mấy đứa nhỏ không đi làm luôn, cái bắt cả nhà. Thì bắt sáng sớm nha, mà chuột hồi đó đâu phải nói như mình bây giờ mà cứ bắt cứ vô dở chà lên rồi bắt vài ba tiếng đồng hồ từ sáng tới trưa là xong, không đâu cả nhà. Một ụ như vậy bắt cả nhà, ý là một ụ vậy đó, bắt đông người đó, mà cũng phải mắc sáng sớm vô dở nè, dở chà đóng chà bự lắm chứ không phải chà mình giờ đâu, làm một tăng vậy đó, 5 đống chà mà chỉ là làm được đến cái giờ 1 giờ mấy là chỉ làm được có 2 đống thôi đó. Tại vì mấy người phụ nữ mà khi mà họ phụ rồi đó, khi bắt chuột này nọ đem về ra chợ bán thì đâu còn phụ được nữa đâu, mà mấy em đàn ông màng không đó, thì màng cái làm tới làm lui, ụ này nó xa lắm, ụ mới tới tụ kia này nọ, cái đâu phải ở gần đâu, cách cái mấy cả cây số lận, cây còn đâu 2 ụ cuối đó. Thì lúc đó là chú Sáu nè, vợ chú Sáu thì kiểu như là đi bán chung với mấy chị mấy em trong nhà rồi, với lại mẹ rồi. Thì chú Sáu có một người anh rể, anh vợ chứ, anh vợ thứ hai, bảo sẽ kêu là chú Hai. Thì hai người mới đi ra ngoài cái một cái đống ở ngoài kia, là cái đống thứ ba đó. Đó, nó mới màng xong rồi, là cái như trời gần tối rồi, cái hai người mới đi ra cái đống thứ tư. Để cái đống thứ ba lại cho mấy người này màng. Hai người đi ra một cái đống thứ tư. Đống thứ tư là cũng như là dở ra là gần phân nửa trà rồi. Trời nó mới tối đi, nó gần tối rồi. Cái chú Hai mới nói sao mà sao, tao với mày về đốt đèn này nói ra bắt ban đêm, chứ bây giờ là phải làm luôn. Cái chú Sáu mới nói ủa chứ không phải để mai hả làm hả anh Hai. Thì chú Hai nói á, sợ người ta phá, giờ này mà mình không làm sợ tối nay khuya nay người ta vô người ta biết người ta phá mất công đó. Thì hai anh em mới đi về tới nhà rồi thì cơm nước này nọ là ăn buổi chiều rồi, cho nên giờ chỉ là lấy đèn thôi, nghỉ mệt chút xíu rồi vô thôi. Còn những người anh em khác á mới nói là hai ông đi chổng trước đi rồi tụi tôi đi vô sau, tại vì mấy người này tới giờ sau ta nghỉ chút xíu. Cái chú Hai với chú Sáu mới đi, thì đi nửa đường đi chú Hai mới quên đồ, mới quên căn dặn đồ đạc gì đó,
Chú hai mới nói thôi Sáu biết chỗ ra ngoài đó ngồi, em ngồi ngoài đó trước đi, anh về rồi lát nữa anh ra chung với mấy người đó luôn được không Sáu? Thì chú Sáu nói ở được được. Cái chú hai mới đi về, ông đi về tới nhà rồi đó nha, là kể như là ông mới giật mình, ông nói chết cha, quên cái đống ở chỗ đó là có cái dòng nó nhát dữ lắm. Mà để cho thằng Sáu nó lạ, nó ra ngoài mình không biết nó bị nhát hay không. Rồi mới về mới nói với mấy ông này. Nói với mấy ông này là thôi tranh thủ đi sớm sớm ở chổng đi, mà công thằng Sáu vô chổng người nó bị nhát. Thì người này người kia mới xúm nhau đi luôn. Thì mọi người biết á, đi từ trong nhà ra tới cái đống ngoài đó đó, kể như là khoảng chừng 3 cây mấy số á, đi bộ đường đồng á. Mà đi nửa đường tức là đi được cái mấy số rồi, khi mà chú hai ông về được tới nhà là kể như là chú Sáu đã ra tới ngoài đó rồi. Đúng không? Đó. Thì khi mà chú Sáu ông ra ngoài đó rồi, cái đèn dầu mà cả nhà. Ông cầm hai cái đèn vậy nè, đi ra. Ông đi ra thì ông kiếm chỗ ông để, thì ông để mà ông treo một cái đằng kia với một cái ông để gần cái chỗ mà ông dở trà đó. Thì kiểu như em rể mà bây giờ về nhà bên vợ mằng mỗi lần mằng này nó tiện dữ lắm. Cái cũng ráng để mà thể hiện chút xíu là mình siêng năng. Thật sự bản thân của chú Sáu ông cũng siêng, nhưng mà giống như lúc đó là muốn làm siêng hơn. Bây giờ nè, tranh thủ cái lúc mà anh hai mình về chưa ra tới là mình làm sao mà cho xong cái đống trà này ra lại nó giật mình liền. Đó, nó cũng phái trong người vậy nè. Cái ông mới để cái đèn dầu ở ngoài, vô ông dở. Mà mọi người biết rồi, chuột á, mình dở ban ngày á, đó, nó cũng dậy trời lắm. Nhưng mà ban đêm á, mình dở rồi đó nghe. Ban đêm mới nhìn nó đói, nó muốn ra nó ăn đó. Rồi nó bị lứ đồ chặn lợ, rồi nó chạy vô rồi rạch, thấy ham dữ lắm luôn. Ông bước vô, ông cầm cái trà đầu tiên, ông dở lên thôi là nó làm chí ché rồi. Đó, cái ông dở ra ông dục được chừng 2-3 cây trà. Thì cái đèn đầu tiên nãy ông treo đằng kia á, nó bị gió thổi tắt. Gió nào đâu ra, gió thì cũng có đó nhưng mà không có tắt được ngọn đèn. Ma nó thổi cả nhà, nó thổi tắt, ổng đâu có biết ma đâu. Ổng thấy tắt rồi thì còn cái đèn ở đây, thôi gửi nó đi nhầm nhò gì. Một hồi sau thổi tắt luôn cái đèn đó. Chút xíu sao à, thổi tắt luôn cái đèn ngoài đây. Ổng mới tới hù tới mịt. Ổng mới lặn trong người, ổng kiếm cái hột quẹt. Mà trời xui đất khiến xui làm sao, lúc mà ổng đi về ổng mằng rồi ổng về nhà, ổng đi lúc mà ổng đi ra thì ổng bỏ quên ở nhà đi, cái hột quẹt không có trong túi. Chết cha rồi, tới hù tới thui làm sao làm. Đó. Nhưng mà thôi kệ, cứ nhắm hướng chỗ này và mình dở trà từ từ lên. Hồi con mắt nó cũng quen quen, dùng trà thì mình dở từ 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 lên thôi, chứ cái là nó sáng thì mình dở, khi mà nó bị ở cái ngoài cái đầu trà nó bị vướng cái này vướng cái kia đó thì mình dở mình xích ra, còn không được thì mình chậm chút thôi, cực chút thôi chứ không sao. Ông cũng lo mặt, ông mằng một hồi, các bạn biết cái đống trà nó bự bành trà trướng lắm, cái bề ngang của nó thôi ha là cỡ chừng cái lưới mà mình dán ngoài á, mình tính cái đường theo cái đường lưới đi, cái đường lưới mà mình dán ở ngoài á là cái bề ngang á đâu cũng là 6-7 thước, mà cái bùi dài là cỡ chừng là 20 thước. Thì ở cái cuối đó là cách ổng là 20 thước rồi, mà ở sau cái rào lưới đó đó, ổng mới thấy có đâu cỡ chừng là 30-40 thước nữa, là tức là khoảng chừng 50 thước, 5-60 thước. Ổng mới thấy là hai cái bóng đi lại đứng đằng đó dòm lại. Mà cái hướng đằng đó là không phải cái hướng của chú hai đầu đi ra. Cái hướng đó là cái hướng, ủa mình nhớ chỗ đó là cây cối không mà ai đi ra, không để thằng em mình làm này người ta đi lại. Thì ổng mới sợ là người ta tưởng đâu mình là cái dân đi phá, hoặc ngược lại là cái người hai người đó là đi đến đây để phá. Để phá cái đống ụ chuột này nè. Một là mình phá, người ta tưởng mình phá, người ta la. Hai là ổng tưởng đâu mấy người đó là định lại phá, cho nên là phải lên tiếng. Chú Sáu mới nói, trời đất ơi, ai đứng đó vậy, có hộp quẹt không cho tôi mượn. Tại quẹt tôi bị tắt rồi, đống trà này của tía vợ tôi. Ổng cũng biết ổng là người lạ mà, cho nên ổng nói vậy. Ổng nói hai người đó đứng chơi chơi giờ, đứng chơi chơi như dòm vậy đó. Cái ổng nói lên thần nữa, cũng không có trả lời. Cũng im ru không trả lời. Ổng mới thấy kỳ kỳ đi, tự nhiên rợn người ổng nói ốc. Ông nói trời ơi, làm gì mà đứng y như ma trời. Ông nói thầm trong bụng vậy đó nghe. Nó nói giống như là nó nhắc là một mình ông biết thôi. Sao kỳ, sao đứng im du hoài. Trời đất ơi, cái bắt đầu ông mới thôi kệ đi, ta sao kệ ta, nhưng mà ông là người lạ mà, chỗ này nó cũng xa nhà của ba vợ ông nữa. Thì lúc mà đi mằng cây cối đồ nó nhiều đó, ông mới lấy cái cây ông ghim xuống, giống như ông thủ thăng ông vậy đó.
Ông Ghim chắc không làm dở cái đống trà lên ha. Chuột chạy thì chuột chạy, nhưng mà ở ngoài đó đó, hai người đó cứ đứng đó còn dòm hoài. Bởi vì ông làm thì làm, lúc nào cũng phải ngoái ông dòm hai người đó chứ. Tại ông sợ lỡ người ta có ý đồ xấu gì sao. Ông mới dở lên, ông dở trà, ông làm vậy đó cả nhà. Đâu có chừng 3 phút đồng hồ vậy vẫn đứng yên nguyên vậy đó nha. Đứng đó dòm đó. Mà lúc này đứng giống như càng lúc càng gần lại chút xíu, gần lại chút xíu. Thì ông quá trời là ông lo rồi. Ông nói cái gì kỳ vậy trời, không lên tiếng là tôi lấy đất tôi chọi đó nha. Cũng im ru, ông lấy đất ông chọi. Ông cầm đất ông chọi, ông chọi một cái déo chọi ngay vô luôn. Mà ông chọi theo kiểu là cách cái khoảng cách là giống như là hai người đó đứng đó thì ông chọi ngay là đẳng, nhưng mà chỉ cách chừng ông can á, ông can cách chừng vài thước là ngừng lại liền. Chọi như vậy thôi chứ không có dám chọi thẳng vô người ta. Ông chọi dưới đất vậy đó. Vậy mà hai người đó mất tiêu, mất trước mặt luôn. Mà ông quảng hồ quảng vía, ông biết ma rồi, ông nhảy nhõm. Nhưng mà bây giờ sao, giữa đồng giữa bái vậy nè, cây cối tùm lum hết trơn, anh em mình chưa vô. Chân cẳng ông nó bủng đủng trơn ở nhà, không biết sao kỳ. Ông nói ông con gan lắm á, mà sao tự nhiên nó chân cẳng nó bủng đủng hết trơn. Rồi ông mới nghe cái tiếng giống như bắt đầu lại rên nha, rên này. Mà biết cái hướng rên ở đằng đó thôi, chứ còn dòm là không có thấy. Hồi cái ông mới nghe cái tiếng đàn ông nói chuyện mà không nghe rõ nói cái gì, giống như là đang nói gì với cái người kế bên hay sao á. Nghe tiếng đàn ông nghe, đồng hồi sau nghe tiếng đàn bà, giống như hai người đó đang nói chuyện với nhau á, mà ông dòm ông không có thấy. Trời ơi, tôi nói là ông khấn vái trong đầu, ông không biết bao nhiêu lời mà kể luôn. Chú Sáu nó không biết sao bữa đó kỳ, làm như dông mà dông hiền thì nó khác nha, cái cảm giác mình nó khác, còn cái dông dữ thì cái cảm giác mình nó khác hay sao á. Mà cái lúc đó tự nhiên trong người của ông, người ta nói trời đất ơi, ông dằn 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 lên mà chứ ngắn bún đúng chứ chả không được. Mà muốn chạy ra thì cứ nghĩ là nhầm khi chạy ra nó hiện hình nó chặn đường mình đó. Hai cái dông lỡ một dông chặn ở trước, một dông chặn ở sau, sao đó. Khi đã sợ lên rồi thì trong đầu suy nghĩ tùm lum tù lưa những cái thứ đáng sợ hết trơn. Ông rung mình rùng mẩy hết trơn cả nhà. Ông đâu có dám chạy đâu. Ông mới ngồi, ông ngồi sát vô cái cây. Ông ôm cái cây như nè. Ông ôm, ông rung á. Ông rung luôn mà lúc đó nó không biết sao mà cái cảm giác lúc đó nó sợ kỳ đăng. Sợ hơn mấy lần cái lúc mà gặp đứa nít. Tại vì cái dông đứa con nít á, nó cái kiểu dông nó cũng dữ nhưng mà không đến đổi. Gặp nó sợ vậy thôi nhưng mà cũng đỡ. Còn không biết sao gặp hai cái dông này, một cái là nhìn nó có rõ mặt mày gì đâu đấy, thấy đen thù lùi, thấy hai cái bóng vậy đó. Mà tự nhiên cái nỗi sợ nó lại kinh hoàng đến như thế. Ông ngồi ông rung. May mắn là anh em vô cái tiếng xì xô xào, thấy đèn tắt rồi mới kêu sao ơi kêu im sùm vậy đó. Không có dám kêu tên nha cả nhà, kêu thứ á chứ không dám kêu tên. Tại vì ông bà mình hay dặn ban đêm ban hôm, những chỗ có dông linh này nọ đừng có kêu cái tên mình ra. Bởi vậy là không có dám kêu tên. Kêu sáu ơi, ổng nghe mà ổng không dám trả lời. Đến khi mà ổng thấy có cái đèn, mấy anh em đi vô, ổng cầm đèn dầu rồi vô đó. Ổng mới dòm thấy đèn rồi, ổng mới biết là anh em thiệt. Ổng la lên, cứu em, đó không còn mắc cỡ mất gì hết trơn, la lên vậy. Mấy người này xúm nhau chạy lại, biết sao không biết. Nhưng mà lúc mà đi lại là cũng có đem đồ theo cúng nha. À, đem ra. Tại vì ba vợ của chú Sáu có nói, ra cái đống này á, làm là phải cúng. Tại vì ông mắc kiếm mối này nọ để bán chuột các kiểu này nọ, cho nên là ông dặn vậy đó. Nhưng mà chú Hai thì do màng mệt quá cái cũng quên à. Bởi vậy mới chú Sáu mới bị như vậy. Tao nói trời đất ơi, ông không có dám ở lại mà bắt chuột đông mì xèo gì, không dám đó cả nhà. Tại vì ông cứ nghe cái giọng nó nói đó hoài, mà anh em hỏi không người nào nghe chứ á. Nghe cái giọng đàn ông nói chuyện với đàn bà. Còn ông á thì ông hỏi không ai nghe, mà mình ông nghe hoài. Một hai phải đưa ông về. Đưa ông về nhà rồi á, trời đất ơi, ông không tắm rửa gì trên cả nhà. Ông thấy trong người ông lạnh lắm, lên chùm bệnh rung vậy đó. Rồi sáng ra là ông bệnh. Ông bệnh là phải, ta nói mua đồ này nọ vô đó cúng. Ông ở bên vợ ông nửa tháng trời mới hết bệnh, cúng hoài luôn á đó. Đó thì sao trong vòng đó là không có dám kể cho ông nghe. Kể ông nghe sợ, ông sợ nữa. Đến khi mà ông khỏe lại rồi thì ba má vợ ông anh em ông mới kể nói chỗ đó là có cái dông hai vợ chồng. Thời điểm trước đó đâu cũng cỡ chừng mười mấy năm đó, là hai vợ chồng này á kiểu như lúc đó làm cái chuyện không đúng á, rồi một là mắc cỡ với hàng xóm, hai á là thiếu nợ thiếu nần trả không được, hai vợ chồng mới đi ra ngoài đó là treo cổ chết lượt hai vợ chồng. Cái lúc đó là kể như chú Sáu không thấy họ treo cổ nha, không thấy cái hồn họ hiện về treo cổ, nhưng ông dòm thấy hai cái bóng vậy đáng sợ cực kỳ. Tao nói nhát dữ lắm.
mà ba vợ của ông sao chú Sáu á cũng thuộc cái dạng người là quá gan mới dám đặt ổ chuột gần đó. Nhưng mà lạ một điều là nhát ai thì nhát, ba vợ của chú Sáu là không có nhát, ông nhát ba vợ chú Sáu, ông ra ông cúng kiến đàng hoàng, xin đàng hoàng mới đặt. Và mỗi lần ông đặt như vậy là lúc nào ông cũng cúng hết trơn á. Giờ ông kêu con cái là nhớ là khi mà gia vỡ trà là phải cúng. Nhưng mà chú hai rồi đi mằng mụn này nọ, mằng chỗ này nhiều chỗ kia nhiều, công chuyện lu bu quá cái quên rồi. Cái lúc bởi vậy tại sao có đồ cúng sẵn, khi mà anh em đi về là đi ra là đồ cúng ở nhà bỏ quên á, rồi xong mình đem ra đang cúng đó, rồi đi lẹ ra để coi cái chú Sáu có bị gì hay không. Ông nói chú Sáu nói đợt đó công nhận ông khủng khiếp lắm. Ông nói ông cứ ngủ mớ hoài luôn, ông nhớ cái hình dáng đó hoài luôn, là cha mẹ giờ ông là không kể cho ông nghe nhiều, chỉ nói là hồi đó treo cổ chết vậy thôi, rồi nhát người này nhát người kia dữ lắm, không dám kể cho ông nghe nhiều luôn. Mà định là sau này ông khỏe lên đi rồi ông bình tĩnh là các kiểu này nọ đó, một vài năm sau ông kể cho ông nghe nha. Nhưng mà không được, ở cả nhà không dám kể đó. Tại vì ông bị ám ảnh luôn, chú Sáu nói là cái thời điểm đó ông bị ám ảnh luôn, cứ hỏi mà bất cứ cái gì mà ai nói cái gì mà liên quan tới ma là tự động trong đầu ông nhớ lại cái hình ảnh đó, đó. Nó giống như một cái gì đó nó ám ảnh, kể chuyện khác chuyện không liên quan gì tới chuyện đó, chứ ổng cũng nhớ là cái chuyện đó. Là ông sợ, mà ông sợ là tối hôm đó ông ngủ mớ, ông mới rồi ông nói nhảm, bởi vậy là không dám cởi ông nghe về cái vụ đó luôn. Mà bởi vậy chú Sáu mới nói là cái vụ đó ông không có rành, ông chỉ biết như vậy thôi, là đâu có dám nghe đâu. Thậm chí đến sau này ông nói thôi thôi cái gì cái vụ đó là chỉ cởi vậy thôi chứ không dám cởi nhiều. À, rồi nghe nói là ở chỗ đó là sau đó từ từ cũng hai chồng cũng đi đầu thai hay gì đó là mất tiêu, chứ không phải là còn ở đó hoài. Rồi thì Bảo xin phép tạm dừng cái tập này ở đây. À, tập sau chúng ta sẽ cùng còn nghe được một hai cái câu chuyện ngắn của chú Sáu nữa, với lại một cái phần chuyện về giông dữ nó nhập rất là ghê. À, bây giờ tôi Bảo xin chào, hẹn gặp lại, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.